lắm. Ôi, cũng nhiều cái con cá ấy là phải chứ nhỉ, có sọc sọc kia cả. Cá quay đợt trước đây là anh ở trên chỗ nhà có thủy anh lấy về à? Ừ. Mười mấy con mà chết mất mấy con. Ôi, nhiều lắm. Có cá chép to luôn cả. Đó. Đâu đâu? Đó, có mà giữa đây rồi, rồi đây này. Ôi. Còn đây có cái sơm lấy ở trong núi đó. Ừ. Cái này, khác rồi này. Đó. Đó, à, 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 rồi. Ở trong núi là dưới ta anh lấy về đó. Rồi, vàng khe đi. Đấy, đấy, sau này, ở bên trái, đó, con nó dài. U chấm này, u thì chấm chắc. À, đi vui rồi, ôi rồi. Thôi đi ra đóng hàng đi, nhiều việc quá rồi. Con ở đây với chị nhá. Không. Đi vào ngủ. Vào ngủ đi con. Em lại ra đóng hàng. Không. Ui, lựu đỏ này. Đi vào. Đi vào nhé. À, em chào chị Diệu Nguyễn. Chị Tám xong ơi, chị lấy hàng chưa? Kìa bố đánh kìa. Đi vào kia. Con vào đi, không có bố lên rồi, bố đánh nữa rồi. Mày đi làm việc. Ngọc ơi, Ngọc cho em là ấy đi con, để mẹ đi làm việc ấy. Ôi chết rồi. Vô hôm nay bắt đầu nở ra đẹp lắm này. Đi đi con, đi 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 đi. Này các bác, em nhìn cho các bác xem cái vôi này. Lạ cực kỳ luôn. Cái gì mà nó sọc sọc cá này. Anh có đánh không đó mà. Ở làng này đó. Ôi đẹp không ạ? Mặt vui rồi đấy. Anh làm gì mà sắp lắm. Xin chào mọi người nha, để em đi đóng hàng đây. À, trồn này. Đây là hải yến này các bác này, hải yến này, hải yến đẹp cực kỳ luôn ạ. Hải yến nhà em này đẹp lắm rồi. Với đuôi trồn này, các bác nhìn thấy cái nụ trồn sướng chưa? Nụ trồn sướng chưa nào? Nụ trồn bắt đầu này, bắt đầu ra nụ này. À, đẹp lắm luôn. Rồi, xin chào mọi người nha. Em đi ra. Mít 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 có mít mít có mít. Xin chào mọi người nha.